Ngày 17 tháng 8, Sina đưa tin đại diện Châu Tinh Trì phản hồi về thông tin hẹn hò giữa nam nghệ sĩ và Trương Hiểu Kỳ. Đại diện này cho biết nam nghệ sĩ không trong giai đoạn hẹn hò với cô gái trẻ Châu Tinh Trì không hẹn hò cô gái đó. Hôm đi chơi biển, Tinh Gia được sắp xếp chung thuyền với ba phụ nữ. Một cô gái chủ động xin lướt ván cùng Châu Tinh Trì, nhưng không được ông để ý hay hồi đáp. Một nhóm người cùng ra biển chơi, không hiểu sao lại bị đưa thành tin tình ái. Đại diện sao Hồng Kông cho biết, tuy nhiên, đại diện này từ chối đề cập đến lý do trương hiểu kỳ được trợ lý châu tinh chỉ đưa về tận nhà khuya ngày 16 tháng 8, dư luận trung quốc xôn xao trước tin tức châu tinh chỉ hẹn hò thí sinh 17 tuổi của hoa hậu hồng kông 2021. hình ảnh đi chơi biển của ông và người đẹp được truyền thông đăng tải khắp mặt báo châu tinh chỉ quen biết hiểu kỳ từ tháng 6, tại một tiệc trên du thuyền sau nam chủ động theo đuổi cô gái trẻ địa điểm hẹn hò của họ là du thuyền trên biển đảm bảo không gian riêng tư và không bị phóng viên đeo bám mỗi lần đi chơi với hiểu kỳ châu tinh trì đều che kín mặt trong thời gian qua lại đạo diễn mỹ nhân ngư bố trí xe riêng đưa đón trương hiểu kỳ châu tinh trì yêu cầu người đẹp không được chụp ảnh cũng như ghi âm giọng nói của ông và phải xóa hết lịch sử tin nhắn qua lại châu tinh trì từng hẹn hò với la huệ uyên chu ân mạc văn úy phu văn phượng nhưng mối tình nào của ông cũng đứt gánh giữa đường hơn 10 năm qua châu tinh trì không công khai bạn gái hiếm khi được trông thấy xuất hiện cùng bạn khác giới ông từng chia sẻ không còn nghĩ đến chuyện lập gia đình Trương Hiểu Kỳ, 17 tuổi, cô được biết đến sau khi tham gia cuộc thi hoa hậu Hồng Kông 2021. Trương Hiểu Kỳ gây ấn tượng với nét đẹp ngọt ngào, thanh thoát cùng thân hình chuẩn. Trên HK01, người đẹp cho biết tương lai muốn trở thành người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp.